Mình nhìn thấy hình ảnh của bạn đang lầm lũi bước đi và dưới chân là gai nhọn. Bạn đi trong đêm tối lầm lũi tiến về phía trước. Một số bạn thì mình thấy hình ảnh là bão tố, là bạn vừa đang trong chu kỳ thoát ra cơn bão đó, đang trong chu kỳ thoát ra khỏi bóng tối hướng đến ánh sáng. Và đây là lời nhắn từ vũ trụ gửi đến bạn. Vũ trụ nói rằng bạn đã làm rất tốt và hãy tự tin tiến về phía trước đi, tại vì ánh sáng ở cuối đường hầm. Và bất kỳ mối quan hệ nào đến với bạn cũng là một dạng thử thách cho bạn, cũng là một dạng phương tiện để mà bạn trải nghiệm nó, để mà bạn phát triển tâm linh của mình. Và nếu như bạn đang mập mờ về đó, hoặc là trong mối quan hệ cảm thấy thử thách quá nhiều sóng gió, quá nhiều nỗi bất an, sợ hãi, quá nhiều sự ngại ngùng, sự đau khổ, trằn trọc khó ngủ được hàng đêm, thì đây á là chính là lúc bạn giải phóng bản thân mình, hướng về ánh sáng ha. Mình thấy rằng thông điệp mà vũ trụ gửi đến bạn đó là bạn còn phải chữa lành đứa trẻ bên trong mình. Đứa trẻ bên trong được khao khát yêu thương, đứa trẻ bên trong thuần khiết, giản đơn. Và sự thuần khiết giản đơn này vô tình trở nên yếu đuối trong mắt mọi người, và cũng trở nên bạn bị phụ thuộc tình cảm vào người khác quá nhiều như thế. Cho nên bạn mặc cho người khác đối xử như thế nào đó, bạn vẫn sợ trong tư thế bị bỏ rơi, tại vì bạn nghĩ rằng nếu như bạn buông tay họ, bạn không có đuổi theo họ nữa thì họ sẽ chính thức bỏ rơi bạn chẳng hạn. Thì đây là cái trường hợp trường năng lượng mình ngọn thấy trong đây nó hơi bị buồn, nó hơi có xu hướng hơi bị nặng nề một xíu. Nhưng mình vẫn thấy rằng tương lai sắp đến rất là ổn cho bạn, là vũ trụ khen ngợi và vũ trụ động viên bạn rằng bạn đang đi đúng đường rồi ha. Những thử thách, những chông gai, những cái gì đó bạn dường như bạn thấy là quá khứ mình là con người yếu đuối, hoặc là hiện tại mình cũng chưa hoàn toàn thoát hẳn những cái bóng tối, thì sắp đến một tình cảm mới nào đó sẽ đến với bạn. Tình cảm này trước tiên đó là bạn tự chứng nhận bản thân rằng mình cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Và chính nguồn năng lượng bạn đang tích cực, bạn đang nâng tần số bản thân mình lên, thì khi đó mọi may mắn trong tình yêu sẽ đến với bạn. Thậm chí là trong bất kể một mối quan hệ nào cũng sẽ được may mắn dành cho bạn. Còn nếu như người nào đó mà bạn hỏi rằng ngắt kết nối hoặc là để tạm chia tay, hỏi họ có đang nhớ bạn không, thì câu trả lời là say yes ha. Họ đang rất là nhớ bạn. Tuy nhiên đây là lúc mà bạn thực hiện bước nhảy vọt của niềm tin. Bạn tin tưởng rằng nếu như cần duyên thì họ sẽ gặp lại với nhau, còn nếu không thì tùy duyên mà sống thôi. Và lời khuyên dành cho bạn là bạn hãy đặt niềm tin tâm linh, niềm tin tưởng vào trái tim, sự yêu thương tận trong trái tim mình hơn là trao cho bất